Rồi, em chào các anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Cảnh Trân. Theo hướng này là mình đi ra đường Trần Hưng Đạo nè. Ở khu vực này là thuộc cầu KHO. Bây giờ Sài Gòn là hơn 9 giờ tối. Đây chúng ta thấy có cái quán Út Hương nè. Rất là đông luôn. Hôm nay em dẫn các anh chị bạn đi ăn đêm nha. Này có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ nè. Chúng ta đang ngồi ở đây là quán Út Hương. Cái thực đơn của quán đây TK18-1 Nguyễn Hữu Cảnh. Thì ở đây lúc trước cũng có review mấy món rồi. Hôm nay chúng ta xem lại ha, cái thực đơn này. Cơm chiên dương châu, rồi cơm cá mặn 50.000, 52.000. Sẵn cập nhật một số món để các anh chị bạn có dịp chúng ta đi về đây và thưởng thức. Đây mì xào giòn. Bây giờ người ta không có bán. Mì Ý. Mì xào giòn tôm mực 74.000. Bò bê tết 59.000. Nước uống rồi bột chiên nữa nè. Khoai hủ tiếu nữa nè. Bún gạo nè. Đó, đưa chị đi. Mì xào giòn. Nãy có kêu rồi á. Nãy kêu nãy giờ thằng kia không nói gì à. Không còn món khác không? Không. Không. Một người ăn thôi. Hết mì xào giòn hả? Đi kêu gì? Dạ. À, đi trễ quá. Em trễ quá mì xào giòn hết rồi. Giờ thì ăn nhẹ thôi, ăn súp rồi đi về. Dễ ngủ. Tại vì nay Nị đi làm về trễ. Rồi rồi không ăn cơm nhà. Rồi đi ăn ngoài đường nữa. Ăn nhà rồi cũng đòi đi nữa. Đây có món súp súp bà đê luôn. Nãy giờ kêu ủa không có hành hại. Không hành hả? Hết hành hả? Chứ không lấy ớt thôi. Không cãi lỡ rồi. Sao anh? Bỏ đi. Hôm nay bắt đầu ăn súp. Đây mình lỡ đi tới đây rồi không có mì xào giòn, mình ăn súp cũng được. Ăn trứng rồi. Mình ăn trứng rồi nha. Chén súp cũng rất cũng là hấp dẫn. Chén súp ăn cũng được. Có gì? Trứng cua. Trứng với cua nha. Không phải là trứng cua. Cái gì nữa? Thịt gà. Nhìn là hả? Cái nước nó ngọt. Nước của súp ngọt. Một chén này nó nhiêu ta? 26 hình đầy chén nữa. Đi vô đi con. Ở khu vực này là quán Út Hương là lớn nhất. Mình nhìn bên đường nè. Bên đường cũng có quán Út Hương nữa nè. Đây có những con hẻm mà đi thông vô chợ. Ba lấy giờ đá nhắc lại đi nè. Ba lấy nhắc lại. Giờ đá đi. Có nước mía không? Còn nước mía à? Hết nước mía rồi. À. Thôi đi chà đá đi. Tại đi trễ quá thì cái gì cũng hết. Nên anh chị và các bạn thông cảm nha. 21 sẽ đi sớm hả? Con đường này ngày xưa buổi tối rất là đông, nhộn nhịp lắm.
Nhưng mà bây giờ thì không có đông nhộn nhịp như ngày xưa. Ngày xưa là cách đây theo em biết thì mười mấy năm thôi. Ngày xưa thì có quán trái cây dĩa nằm ở hướng này nè, nằm ở cuối đường. Nhưng mà bây giờ những cái quán trái cây dĩa đó không có còn nữa, còn một vài quán không có đông lắm, nên con đường này cũng không có sâm tù. Buổi sáng thì có chợ, đi vô cái hẻm TK 31 rồi lòng vòng trong cái hẻm TK 30, 28, 26, 46. Cái chợ đó hẻm tự phát, lộn chợ tự phát. Chợ tự phát từ xưa tới giờ, chợ đâu có nhà lòng chợ đâu, chợ chợ nhỏ, chợ trong chủ yếu bán những người trong xóm, xóm cầu kho. Ngày xưa thì mỗi xóm có một cái chợ, rồi dù xóm nào đông thì chợ lớn, như xóm Bình Đông thì có chợ Bình Đông, không xóm nó ngay cho chỗ đường lưu thông đường thủy ra, cho nên chợ đó chợ lớn. Bên kia có quán hải sản biển Việt. Biển Việt còn đó phải ở trong kho tại ngoài phải, nó là rạng biển. Con này là biển Việt khác. Những cái mặt tiền ở đây rất là lớn. Ở nhà này giống như chung cư. Nhưng mà không phải chung cư. Nhà lớn. Nhà chắc được xưa lắm rồi. Còn bên kia có quán cơm chay. Hẻm TK 31. Em đã đi vô những cái khu chợ cũ, ô chợ nhỏ, có những cái tiệm hớt tóc, đầu hẻm có quán phở Hà. Sẵn dịp buổi tối đi đây thì không có review được cái món mì xào giòn thì gợi nhớ các anh chị các bạn những hình ảnh ở khu cầu kho về đêm nha. Chúng ta thấy để cập nhật những cái khung cảnh ngày ấy và bây giờ. Bên kia thì có quán cà phê, cái cây dĩa sinh tố rau má, nhưng mà không có đông lắm. Bạn nào ăn hết rồi, ngon không? Ngon không? Ai có ăn không? Ở đây có món lẩu nghêu nè, lẩu nghêu 200.000. Ủa, lẩu Thái. Lẩu Thái chứ không phải lẩu nghêu. Rồi số hình ảnh ở khu cầu kho đường Nguyễn Cánh Trân, khu chợ nhỏ về đêm, gửi các anh chị và các bạn. Qua đây có em bé nữa nè đó. Tôi tối nhưng mà ở đây cũng có mấy gia đình đi ăn đêm nè. Quán Hương ở đây có bốn năm địa chỉ ở đây. Ở nhánh đường này rất là nhiều. Ở trong cái chợ cũ, chợ nhỏ thì cũng có những cái quán ăn. Hôm bữa thì em thấy như có quán ốc, có một hai quán thôi. Và buổi tối cũng có bán hủ tiếu mì. Rồi
ta đang ở trong vòng vòng ở trong cái hẻm chợ cầu kho ở chợ nhỏ nè. À, rồi bây giờ mình đi về thôi. Đó. À, giờ mình kiếm đường ra nè. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Wow, xe. Đó, trong đây có cái quán ốc. Rồi đi về thôi.